Rồi tiếp tục video cua sáng của em ngày hôm nay là ngày 11 tháng 12 nha cô chú anh chị. Đó. Em lên cho anh chị một số baby nhỏ này. Một số baby nhỏ về hôm qua anh chị. Đó. Anh chị coi lại với em nha. Con đầu tiên anh chị. Đó. Con đầu tiên này mét bò anh chị. 1 mét có với mấy con kia là mét 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 lẻ anh chị. Đó. Con như con kế anh chị. Đó. Con kế nó là con mét lẻ nha. Con đầu tiên là la anh chị. Cái khung này cũng 5 tháng nó lên anh chị ơi. Khung này 5 tháng nó lên ha. Đó, cứ ngắt bò anh chị. Qua về chung với bộ mẹ con anh chị. Đó, con này nè. Đồ đít uống luôn của chú kìa. Lưng nữa nè. Con này cắp mình rất là nhẹ luôn anh chị. Cái lô này để em quay lên là lô 4 con anh chị. 4 con 5 con cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. 4 con là một có một giá tiền luôn anh chị ơi. 4 con này, 1 con này, 2 con này, 3 con này, 4 con này, 4 con, có con này là lẻ lẻ còn lại của em anh chị, lát em báo giá luôn, con này có 13 triệu anh chị, đó, bông có 13 triệu, bông muối tiêu anh chị, nó tầm mét lẻ, lẻ 5 với lẻ 7 anh chị, đó. Báo giá chung 4 con này anh chị mình nha, 4 con anh chị, 4 con là chung anh chị, đó. 4 con này có giá cho cô chú anh chị mình luôn là giá 48 triệu anh chị. Đó, 4 con nha. 4 con là giá 48 triệu anh chị. Đó. Con có đồng 12 triệu ha. Nói chung có con này nó đà đà anh chị. Con này thì nó nghe nó đà đà nó mét cứng nha. Đó, con này mét anh chị. Còn lại là 1m05 có là anh chị. Đó, 05 04 nha. Chung 05 đủ về đi ha. Hai con này anh chị. Con này cũng tầm 1m03 nha. Đó, con này nè. 03 04 gì. Nói chung có con nhỏ anh chị, con nhỏ cứng mét nha. Còn lại là mét lẻ 4 nữa anh chị ha. Bò này khung này khoảng 5 tháng nha cô chú anh chị, 5 tháng nha. Bò này chưa có rụng lông máu nè anh chị ha. Lông máu chưa rụng. Đó, lưng dai đều hở hết nha. Đó, em quay chung 4 con này báo giá chung cho anh chị nha, giá 48 triệu nha. Đó, cô chú mình thấy hợp lý cái nhắc máy liền là giúp em nha. Đó, 4 con này nói chung là em bao phí nha. Cái giá 48 làm bao phí cho cô chú anh chị mình phạm vi là 50 cây nha, 50 lố lố chục cây cũng được nha cô chú anh chị, 5-60 cây cũng được nha. Còn ở xa hơn thì anh chị cô chú mình phụ thêm tiền dầu nha, ở xa hơn nha. Đó, chứ không bao phí xa được nha cô chú anh chị. Đó, tầm 100 cây hơn là em không bao nha. Chung giá sát cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cô chú anh chị mình coi tham khảo giúp em nha. Nói chung báo giá sát hay vậy chứ còn mà ngoài ra báo ví dụ như là 4 con này bao phí xa tầm 100 cây là bổ đồng ví dụ như 12 rưỡi con đó thì anh chị mình cứ nghe kỹ đi nha. Còn lại thì giá 48 triệu làm bao phí gần nha, tầm 50 cây số nha, 50 60 cây nha. Đó. Con này có pha muối tiêu anh chị. Này. À, mục tiêu có con này thì nó hơi cứng, nó rong rong bò không chút anh chị, nó tầm dưỡng dưỡng rồi. Mấy con này đồ đứt lù của chú anh chị. Con máu còn chưa có tụt hết anh chị không, 4 con nha. Đó, quay từng mặt từng con cho anh chị mình nè. Con kia là không có sừng, con kia cúi đỉnh đầu. Đó. Bò móng đều móng sò anh chị, khu giá từ con anh chị không? Đó. Con này dơ quá trời. Đó. Khu giá đều hoàn thiện hết như vậy anh chị ha. Kìa. 4 con có giá là 48 nha cô chú anh chị. 48 là phí vận chuyển khoảng từ 5 đến 60 cây số cho cô chú anh chị thôi nha. Đó là cái giá chốt của em nha. Cô chú anh coi lại với em nha, 4 con nha cô chú anh chị. Đó. Giá buổi sáng ngày hôm nay rất là tốt luôn ha anh chị ha. Đó. 1 con nè. 2 con nè. Đó anh chị mình giùm kỹ giúp em nha. Hỏi dàn chân xương là cô chú anh chị thấy không?
Thì có con này ha, lép đép bò chút xíu anh chị. Con này nó nghe nó thiếu ăn anh chị ha. Thiếu ăn ha. Và về rất là dễ ăn anh chị. Đó, bỏ rơm cám vô ăn dễ ăn luôn này. Rất là cứng bò luôn. Con này xương gân có đòn anh chị, nó nuôi sao cũng lớn bò, con đó lớn bò lắm. Nói riêng con này nè. 4 con ha, 4 con là cái giá 48 triệu nha cô chú anh chị. Con lẻ này cô chú anh chị mình có thấy không ý, nhắc máy luôn nha, 13 triệu nha anh chị. Đó, 13 triệu nha. Nó tầm cao 1m05 anh chị, đụng lên nha. 1m05 ăn lên nha. Đó, giá 13 triệu nha. Tiếp tục với con này anh chị, con này là dòng dòng mẹ siêu đẻ ra anh chị. Đó, này. Cũng có pha muối tiêu nha, cái đòn rất là dài anh chị. Đó, xương lớn nha. Xương lớn mình rất là dày anh chị thấy không? Đó, con này thì em ráp với con cũng này là cũng dòng 2 luôn anh chị. Đó, nó hai con này là dạng F2 hết. F2 xương lớn đòn dài anh chị thấy không? Lưng dai đều hở anh chị. Đó. Đó, nhưng con này nè. Con này bản đùi lớn anh chị. Đó. Đó, cô chú anh chị thấy hai con này nuôi cái hưu cái khung mày nữa về tàn nữa cũng khá lớn nha cô chú anh chị. Đó, anh bắt luôn cặp này nha. Đó. Đó, cặp này 31 triệu 500 anh chị. Đó, cặp này luôn, chốt cho cô chú anh chị mình giá 31 luôn. Đó, bao phí gần cho anh chị mình luôn nha, giá 31 triệu nha. Đó, hai con này anh chị thấy không, bò này tháng tuổi nó khoảng 7 tháng nó lên chị, 7 tháng nha. Bò này cái đống dần cổ anh chị thấy không, hai con này cái bằng cổ con nào cũng lớn anh chị. Đó, giá 31 triệu luôn nha, 31 triệu là bao phí gần nha anh chị. Đó, bao phí gần nha, con đùi đóng rất là sâu luôn chị. Đó, mã đùi nó xương lớn nè chị thấy không, rất là sâu nha. Cô chú gọi lại giúp em nha, bò này vẫn ăn khỏi nói anh chị, bò này chích đủ thuốc anh chị, con này nè, con đó mới về anh chị. Đó, con này đủ thuốc rồi, nó ăn khỏi nói đi. Giá 31 triệu nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy đồng ý cái nhắc máy anh chị ha. Đồng ý cái nhắc máy nha. Đó, cô chú anh chị nào quan tâm buổi sáng ngày hôm nay thì 6 con anh chị, 7 con anh chị ha. Đó. Thích ưng ý cái mẫu nào nhắc máy liên lạc giúp em nha. Đó. Giá rất là đỡ luôn chị ơi. Bòi chân móng hoàn thiện nha. Cũng đừng quên bấm like anh chị nha. Like góc trái màn hình với lại đăng ký kênh giúp em nha cô chú anh chị. Đó. Rất là dày luôn chị. Còn cái lô lở bên kia rất là đẹp nha anh chị. Về pin pin nha. Có thể chiều rảnh em lên anh chị ha. Đó. Rất là pin nha. Qua về mấy con đó anh chị. Qua về 3-4 con nó ú lu anh chị. Tầm cũng tới 9 tháng nó lên anh chị. Bò rất là ú nha. Anh chị nào cần cái liên lạc giúp em nha. Tại hôm nay em có mấy ông anh ông cần lô nhỏ đăng lên anh chị, em không có gửi Zalo nên là em mới quay nha chị ha. Chị còn lại giúp em nha. Nhưng con bộ mẹ con anh chị. Có bộ mẹ con ít tiền anh chị. Đó, bộ con này khoảng 9 tắc bò anh chị. 9 tắc bò búi tiêu. Bò này đẻ tầm 3 lứa anh chị, 3 lứa rồi nha. Bò này người ta có bơm cho mình khoảng nói chung là em kêu thú y khám luôn anh chị. Nó cũng khoảng cứng cứng 2 tháng anh chị. Đó, bơm AB luôn anh chị, cứng 2 tháng à. Bò này chiều cao 1m2 anh chị, 1m2 đủ về nha. Đó, nói chung bò tầm trung anh chị, đó lai lường bản anh chị ha. Đó, lai lường bản nha. Bốn vú đều ro anh chị, bốn vú đều ro nha. Nói chung bò này cấp mình anh chị, mình dòm sơ là bò hơi thiếu nuôi nha. Bò này thay hết đôi răng khóe luôn anh chị. Đó, cái đôi răng khóe đôi thứ tư á rớt luôn mà lên chưa bằng anh chị nha. Bò này thì nói chung kiểm tra sái nè, sái mặt sái lưng thì nghiêm chỉnh anh chị. Đó. Sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh nha, lông da những mức anh chị. Bò này cũng mình cũng nhẹ nhẹ nuôi anh chị. Đó. Rất là nhẹ nuôi anh chị. Chân móng móng sò anh chị ha. Đó. Rất là nhẹ nuôi nha. Nói chung chú ông chiếc bớt ông bán anh chị, chứ còn còn lại con bộ mẹ con mới đẻ nữa anh chị, với là mẹ con bò bò mẹ cũng bò này nè anh chị, qua bắt luôn bò này nè, trưng bày luôn anh chị. Đó, con búi tiêu anh chị ha.
con này nó cũng gần chín tấc anh chị, chiều cao cũng gần chín tấc bò anh chị. Đó anh chị mình cứ quan tâm ha, quan tâm nhắc máy liên lạc giúp em nha. Có mẹ con này chốt anh chị, mình đi giá là 18 triệu anh chị. Đó, 18 triệu nha, 18 triệu trong này là có phí anh chị, có phí là trong vòng khoảng 30 cây số nha, ba cho anh chị 30 cây số nha. Đó, giá 18 triệu anh chị, mẹ con được 3B búi tiêu nha. Bò mẹ chiều cao 1m2 bò ha. Đó, anh chị quan tâm cứ liên lạc lúc em luôn. Bò này có bơm tinh sẵn cho mình cứng cứng 2 tháng anh chị. Em cũng đang đang kêu thú y lại kiểm tra bầu bì anh chị, kiểm tra bầu bì luôn nha. Nói chung thì có bầu chữa thì em và dẫn bán vậy luôn nha cô chú anh chị. Nói chung chữa thì nó nghe cô chú anh chị mình nhờ nha, chứ không có lên tiền mua nhiêu anh chị. Anh chị mình coi lại giúp em nha. Có nghe không? Có nghe không? Nó coi lại cái giá buổi sáng ngày hôm nay giúp em nha chú anh chị. Ưng cái nào nhấc máy liên lạc với em nha.